Hi, xin chào mọi người. Và hôm nay thì mình đã về nhà rồi mọi người. Về nhà ngày hôm qua thì bây giờ mình đang đi chợ Mexico. Đó thì cái chợ này ở Austin, Texas. Cái chợ này thì rất là lớn. Ở đây rất là nhiều chợ Mexico, nhưng mà mình thấy cái chợ này lớn, nên hôm nay mình đi tới đây để mình review cái chợ này cho mọi người xem, để xem bên trong họ có bán những cái thứ gì nha mọi người. Xin mời mọi người cùng đi vào bên trong để theo dõi video của mình nha. Đây là chợ Mexico đây mọi người, ở Austin, Texas. Thì bây giờ mình đi, bây giờ là khoảng 2 giờ chiều nên là cũng hơi đói bụng, nên ông xã mình ổng tranh thủ vô ổng mua cái gì đó để ăn đỡ, để lát nữa qua bên kia còn mới ăn món chính được. Này bây giờ ở đây ổng sẽ thử cái món gì đó, ổng hồi nãy ổng nói đâu quên, là giống như thịt ba rọi chiên vậy đó. Bước vào là nghe thơm muốn chết luôn á. Nghe thơm và đói bụng rồi mọi người. What do you want? Đây là món ăn của Mexico. Ba rọi chiên nè. Đó là ông thích cái món này nè. Cái này là da heo nè. Cái này là da heo đúng không? Đúng rồi. Còn cái đó là ba rọi chiên. Để coi thử. Ổng đòi ăn hổm nay, hổm đi trước, đi cũng đòi ăn rồi, nhưng mà mình không có chịu. Tại mình không có thích ăn hàng ở ngoài nhiều, thà ăn chính luôn. Chín đồng một phao. Chín là coi như chín phao. Đó, ba rọi chiên nó nhìn thấy cũng hấp dẫn quá. Nhưng coi em ơi là món gì. Đi cỡ giờ thì họ mua đồ ăn trưa rất là nhiều. Ở đây có súp nữa nè, có gà nữa, thịt heo kho nữa. Nhìn cũng hấp dẫn quá à. Cái này là đùi gà tây xông khói. Nhìn thấm thật, nóng hổi và ngon lắm. Cá này, cái này cá chiên nè. Cái này giống như là dồi vậy đó, xúc xích đó, lạp xưởng à, đúng không? Cái này giống như lạp xưởng nè, có khoai tây chiên nữa. Cái này giống như chả giò nữa kìa. Nhìn đủ món, nhìn ngon ghê luôn á. Ở khu bên này là toàn đồ ăn trưa đó mọi người. Thì một món chính và món phụ là 6 đồng 99 cho một cái dĩa vậy đó. Cho một bữa trưa. Nhìn cũng rẻ, cũng giá cả quá ha, cũng ngon chứ. Giống như cái đó, món đó giống như sụn heo á, sụn heo ram á. Món Mexico rất là ngon nha mọi người. Nhưng mà mình không có thích Mexico. Món Mexico một cái là họ bỏ mà cái màu với ớt màu đồ nhiều. Mình ăn xong cái cổ mình nó nóng lắm. Với dầu á, họ nấu dầu nhiều lắm. Mình ăn xong cái cổ mình nó hơi nóng, mình không thích. Chứ ông xã mình không khoái lắm. Còn mình cũng khoái nữa. Hả? Vậy hả? Cái đó là gà hả? You got one? Two? Yeah. I don't know. Medium one. I don't know. Yeah, yeah. Let me get two? Actually, give me another small one. Yep. Okay. Okay. That's it. Mua hai miếng đi, để coi bao nhiêu tiền. Nhìn thấy thèm quá. Ai biết? You want chop it? Yeah, yeah. Này giống như nước uống, là giống như trà sữa. How much cost? Thank you. $5.49. Hai miếng là 5.49 mọi người. Nhìn cũng rẻ ha, cũng được. Ngon không? Giòn. Không. Ngon không? How honey? Hơi lạc. Hơi lạc hả? Cái đường rớt xuống đất bàn vừa.
cầm cho đàng hoàng đi. Nè mọi người, xin mời mọi người cùng ăn với mình nha. Có bụng đúng mọi người ha. Ok. Ba đội chiên. Ừ, thế ạ, và xâm lý. Chiên không quay ra. Kiêu. Này là kiêu. Bỏ không. Da dầu cũng ngon. The problem is when it sits in the bag after a while, if you keep it in the bag, then the skin gets like rubber, mm-hmm. hard, because it's softened. Mm. Nhà mua về ăn đúng không? Nhà mua về ăn. Thích chưa? Nóng rồi. Mua ăn ở đây ngon. Mua về ăn đúng không? Now you okay? Good bear? Mua về nhà hết tròn, thấm không? Hai miếng 5 đồng. Okay. I'm done. Cái da nó vòng vàng, mỡ nó bóng lên. Ok. Ready? Let's go. Ông đi quăng cái bánh nó kẹo ông đi. Đi lại mua rau, mua đồ. Hả? Có me nữa nè. Ở đây có bán me nữa nè. Bao nhiêu một bịch me đây không biết. Hai đồng mà 99 một bịch me chi hả? Ngon cực kỳ. Ai nói bao nhiêu bịch, nhiêu hộp? 5 đồng 69. Bịch cái miệng thôi. Tự nhiên đi mua sô-cô-la. Cái nhà sô-cô-la đầy. Ăn là đáng có tiền đó chứ. Mắc thấy mùa. Ở đây có lá chuối này thiệt. Thấy thiệt. Lá chuối bao nhiêu bột sắp vậy? Đấy. Lá chuối này về làm chả ngon lắm nè. 89 xe một thao. Thao à? Giờ mới biết là có lá chuối này. Ừ. Tôm này bỏ lên tôm. Thấy sắp lắm rồi. Coi cái này như bao à? Bốn bao. Bốn bao. 4.25. 4.25 hả? 4.25. Là nhiêu? 4 đồng hả? 3 đồng 6. 3 đồng 6 hả? Mua đại sắp đó hả? Cái này à... À... Đậu bắp. Ngon lắm. Ok, nghe được rồi. Ổi này nhiêu con? Ở bao nhiêu nè, trái đang biết 3 đồng nè. Thử Thiền ơi, nhìn thấy mấy trái ở ngon quá, 3 đồng 49 một phao lận. Biết ở này ngon không, thấy thèm quá. Hả? Khỏi, lát nữa răng. Ủa có cần trước không ai biết đó? Đâu, ở đây không ăn. Vậy hả? Ở đây bán khô môn nè. Cái gì? Khoai môn nè thằng. Ôi cho ớt siêu cao. Vậy hả? Cái trái này nè, cái trái này trong vườn mình nè thằng. Trái này nói đó. Vậy hả? Cà tím nè ngon chưa? Có hai trái ớt nha.
cà tím chỉ có 99 sen nè. Một trái rồi. Một trái. Cái này vậy giống vậy luôn hả sao? Giờ trái đi. Cái xu á đừng có đụng vô. Nó chích, không, nó chích đau tay lắm. Cái này chiên lên chấm nước tương ăn ngon thiệt, làm mỡ hành. Mắm tương cà tím. Okay. Bữa hành ngon. Cái đó trái su mà nó cái gai nó cứng vậy lắm. Bữa hôm nó chích vô mẹ là về phải lẻ ra luôn á. Nên đừng có đụng vô. Bơ ở đây hai trái mà 99 sen. Hai trái mà 99 sen ngon chứ bộ. Bơ này cũng ngon lắm nè. Đúng không? Người trái nào có trái mềm trái cứng, người trái nào ăn ăn tới được rồi được rồi. Có đó, có đó. 2, 4, 6 lấy trái nữa mới được, mới độ cặp. Okay. 8 trái. Cái này cà chua 89 sen là một một thao nha. Su 79 sen một thao. Ông nói là chanh ở đằng kia 12 trái mà 2 đô. Nói chung là ở đây chợ Mỹ, chợ Mexico là mấy cái rau này rẻ lắm mọi người. Mình mới phát hiện lên. Ok, ok, that's good. Cái này xòa mỉ nè. 79 đồng. Thì xé mấy cái bao. 79 đồng một trái. Mua mấy trái xoài nữa. Mua mấy trái xoài gì đây. Nhìn ngon chứ. Nhẹ nhẹ nè. Nghe. Đừng có để nó dập. 4 trái hả? Ok. Từ từ. Cô này à, này bán chanh nè, 12 trái mà có 1 đồng mà, 1 đô la à. Quá rẻ luôn. 12 trái chanh mà có 1 đô la nhưng mà chanh mình ở nhà còn nhiều lắm nên không có mua. Khô này cũng ngon nè, khô có cơm nó cũng ngon. Có tôm khô nữa mà, nó không có tôm khô, nó không có lọc vỏ. Tôm khô của mình thì lọc vỏ. Ở đây tôm có cơm nữa gì ạ? Không biết có cơm này bao nhiêu nè. Bảy đồng bằng chợ Việt Nam. 7 đồng một một hộp. Còn cái này thì 5 đồng mà. Cái khu này khu cá, tôm, hải sản. Cá này cá phi mọi người. Cá phi cá này mua về làm chả cá không ngon. Sao biết? Sao không biết? Cá này của Trung Quốc rồi. Trong đó mới Trung Quốc chứ. Một loại đó. Ok, giờ hỏi mua đi. Loại đó thì nó tươi hơn. Tôm gì? Tôm đỏ lồm mà ngon vậy. Trời ơi, tôm gì ngon. Ê, 4 đồng 99 nè. Tôm này 4 đồng 99 nhưng mà có đầu. Có đầu. Hey, we don't need any line. Nó we have lamb. Có tôm càng xanh luôn. Đó. 11 đồng. Tôm càng xanh của Ấn Độ 11 đô. Cái gì vậy? Seafood mix có mấy đồng sao mà có khi được càng cua càng kẹt. Nghêu. 4 đồng 8 chứ. Nghêu sò là. Vẹm. Vẹm hả? Vẹm. Mua nấu lẩu rồi. Mua về nấu lẩu hả? Nấu lẩu không canh đi. Sao nó. Ừ. Mua rồi, profit mua chị. I want 1 pound it. Seaweed. 1 pound. Yeah, seafood meat. 1 pound. Yeah. Yeah. That's all. Yeah. Well, sometimes we eat hot dog. We're macro. We're macro. Not macro.
No Spanish back over there. No? How much? $3.69. Okay, get one. Fish head, 69 cents a pound. Cá này cá cá này ngon lắm á. Cá này cá lăng hả? Ừ, giống như cá lăng vậy đó. Không. Can we get some crab? No. Mình cá lăng này ăn phải tươi cực kỳ luôn. Yeah, catfish. Catfish. Really good. Stem or I like stem or you want make like sour sauce. Or you want like hot pot. No, it's really good. You want to get some? Mm-hmm. Yeah, I like it. Cái này ghẹ sống mọi người. Nó không có ghẹ cái. Ghẹ đực không hả? Ai cho bắt, chắc nó không cái cho bắt cái. Ghẹ cái nó có gạch, đúng rồi. Không, muốn ăn ghẹ đực. Nó ghẹ đực, tao mua cua ăn mẹ. Đúng rồi. Hay mấy cái lường cá hả? Nó cắn đó con. Nó lật, nó lật, nó lật. Đừng, nó cắn. Nó lật, nó lật. Giỡn với nó chi. Khu này giống đồ ăn. Đồ ăn làm sẵn nè. Mấy chi, mấy đồ này kia. Móng của mình giống như ham hamburger à, không phải ham cái phải hamburger đùi heo 79 sen kìa. 79 sen một thao. Đúng rồi, một thao. 79 sen một thao cái đùi heo đó mọi người. Cái đùi này chắc thưởng mấy ký thế này. Cái này 7 đồng một thao. Nè, hả? Anh kia bán gì? Can I just stay? Honey, can we buy that for 99? Is that medium enough? Is it fat enough? No. Not big enough. No, I want more fat. Fat here. Fine. Yeah, chuck. See, that's chuck. This is the shoulder that I don't like. $5.99. Yeah, good. Yeah. You want to get what it? I like. You want to get it? Is that big enough? It's not big enough for 11 people. I don't know. Yeah. What are we going to do? This is for us? Oh, this is not for no. People. It's for us. Yeah, get this. No, for us. For when? Us. When? We cut in half. Tomorrow. Next day. Whatever. This is how about that? How about the beef? Big day? The big day? Yeah. Are you going to make beef? Yeah. You're going to make beef on the big day? Yeah. Then yeah, something like this would be fine. And not enough for 15 people. Then get two. Okay. Hold on, Pa. Hold on, honey. Please. Xin coi con. Cái này gì vậy? Cái này mỡ heo hả? Cái này mỡ heo hả thèm? Đọc hả? Pork, fat, good skin, đúng rồi, mỡ heo chứ da. Đây là tóc mỡ đó. What are you gonna do with the skin? I like it. I have many things to do. You want this? Don't we have skin here? You want to try that? The big one. Well, what's the plan, Sam? You wanna get it? $12. Yeah? Just get it. Huh? Shit, $12, just get it. Well, mua cái này đi. Mua cái đầu đó hả? Cái da này chắc lặn lặn đã làm da heo chiên đó. What? Get a steak or not? Yeah, you want? Where? Which steak? That looks good, huh? Yeah. Let me have those two T-bones there. Two T-bones? Two. Yeah. Hai miếng bít tết, 6 đồng một thao. Yeah. Đây mua tổng cộng là 120 đô mọi người. Đó. Thuế là 0.72 đồng. Tổng cộng là 120 đô 12, nó một xe rồi đó. Lâu lâu đi là gặp cái gì cũng thích mua hết trơn á. Ok, so video của mình đến đây cũng xin tạm dừng nha mọi người. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo và đừng quên like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp trên cuộc sống Mỹ nha mọi người.
Mến chúc mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui, bình an và may mắn.